các bạn ơi, ví dụ các bạn muốn vẽ những cái hình ảnh về nước, về sữa, về lửa, về khói vân vân, thì các bạn lên Google, các bạn search brush trong Photoshop. Đây nó có cái mill brush nè các bạn, thì click vào đây thì mở cái link lên và chúng ta sẽ download về. Có những trang sẽ cho các bạn download miễn phí, có những trang thì download có phí mình khỏi download. Ví dụ trang này mình download thử nha, mình bấm vào download thử, nó cho mình download miễn phí nè các bạn. Rồi ví dụ số 2, mình sẽ download về nước là water, rất là nhiều kiểu nước khác nhau. Các bạn click vô, các bạn link đến cái trang web, sau đó các bạn download về, đa phần là miễn phí. Đây các bạn thấy không, re-download này thấy không, bấm vào download một cái Lightning Brush Photoshop. Bây giờ các bạn lấy, các bạn xài thì các bạn sẽ làm như thế nào? Một cái brush thì các bạn sẽ chọn vô đây, mặc định nó chỉ có một số cái brush cơ bản thôi. Đó, bây giờ các bạn muốn thêm vô thì các bạn sẽ chọn là import brush. Các cái version cũ thì nó gọi là lot brush, còn version mới thì nó gọi là import brush. Rồi thầy sẽ chọn là sữa nè, mill. Chọn đây, open. Trái táo này các bạn, trong folder sụt. Lúc này á, các bạn sẽ chọn nó. Nếu mà mình chọn hai trái thì mình dùng Magic Wand chọn cái nền trắng, rồi đảo ngược vùng chọn vô trong là ok. Nhưng mà giờ mình chọn có một trái à, cho nên mình dùng Quick Selection. Quick Selection nó cho các bạn chọn nhanh như thế này. Nét cọ các bạn cho nhỏ nhỏ lại chút xíu, sau đó các bạn quét vô đây, nó sẽ cho các bạn chọn hết cái quả táo. Cái nào dư ra thì giữ phím Alt để trừ bớt, còn cái nào thiếu thì giữ phím Shift để cộng thêm. Sau khi chọn xong nhấn Ctrl C copy, bỏ qua file thiết kế của các bạn, mấy cái này mình ẩn bớt đi, mình nhấn Ctrl V dán lại. Bây giờ mình phóng lớn lên, Ctrl T phóng lớn lên. Ở đây nó có một số vùng chọn nó không được đẹp, các bạn quay lại cái hình góc các bạn xem thử ha. Đây có một số vùng chọn không được đẹp lắm, thì mình sẽ dùng cái công cụ pen đó mình vẽ thêm. Vẽ thêm, ví dụ vẽ ở đây cho thẳng nè, nó cái vùng chọn nó bị lấn vào hình, nó không được đẹp á. Cộng thêm vùng chọn này là Ctrl Shift Enter. Cái phần dư này á, các bạn cũng dùng cái công cụ pen nè, công cụ pen các bạn chọn, các bạn trừ bớt. Vậy thì ở đây thầy sẽ copy, thầy dán lại nha các bạn xem. Rồi lúc này cái phần nào mà nó bị lỗi đó, các bạn có thể dùng pen các bạn xử lý thêm. Còn bạn nào lỡ chọn đẹp rồi thì thôi nha, Ctrl Enter chuyển thành vùng chọn để xóa. Bây giờ thầy sẽ tiến hành cắt cái quả táo này chia ra làm 4 tới 5 phần. Thì các bạn đơn giản, các bạn vẽ vùng chọn hình Eclipse, các bạn vẽ vào đây, cắt ra là Ctrl X, Ctrl V đúng không? Đó, tuy nhiên các bạn muốn nhanh hơn, các bạn nhấn Layer New, Layer View Cut, Ctrl Shift Z. Đó là nó sẽ cắt ra để nó tạo cái layer mới. Đây các bạn, layer mới nó cắt ra, cắt riêng ra. Rồi thầy vẽ vùng chọn tiếp nè các bạn, vẽ vùng chọn tiếp. Thầy cũng nhấn Ctrl Shift Z, Layer New, Layer View Cut. Ẩn nó đi coi thử ha. Rồi tiếp tục cắt tiếp nữa các bạn. Chọn Layer New, Layer View Cut. Đó. Lại ẩn đi. Cắt tiếp. Chịu khó cắt nhiều mảng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó kiểu cắt hơn. Rồi nhấn Ctrl Shift Z cắt. Sau đó các bạn sẽ kéo mỗi một mảng này nè, các bạn kéo lệch đi một xíu, các bạn nắm, các bạn kéo lệch chút nè,
là vừa vừa cho nó có kiểu thôi. Thấy chưa? Kéo lệch này. Kéo lệch này. Kéo lệch này ha. Ừ. Rồi bây giờ mình muốn làm cho nó nổi bật hơn thì các bạn sẽ vẽ thêm giống như trái táo này, nó có cái nó là trái táo thật vậy đó, thì các bạn vẽ cho nó có chiều sâu. Thì lúc này các bạn lấy cái vùng chọn, lấy cái công cụ vẽ hình clip nè, các bạn chọn màu, ví dụ màu hồng đi, táo ruột hồng, táo đỏ ruột hồng, các bạn vẽ vùng chọn hình clip vậy nè. Sau đó các bạn sắp xếp, các bạn kéo nó xuống dưới cùng á, nó nằm bên dưới nha. Rồi nhấn Ctrl T, mình phóng to thu nhỏ, mình xoay, mình đặt vào vị trí cho nó hợp lý. Làm vậy để cho nó có chiều sâu các bạn. Rồi lúc này các bạn nhấn Ctrl Z, các bạn copy hoặc dùng công cụ mu, giữ Alt T mình kéo đi. Đó, nhấn Ctrl T chỉnh ha. Màu thì các bạn thích sử dụng cái màu gì cũng được. Màu đại diện cho cái phần ruột bên trong của cái trái táo. Giữ Alt copy. Rồi vậy là mình đã cắt xong cái trái táo. Vấn đề tiếp theo là các bạn sẽ thêm sữa vào đây để trộn táo với sữa ăn cho ngon. Rồi còn mấy cái khoảng này các bạn muốn đổi màu, các bạn click phải, các bạn chọn, các bạn tìm màu theo ý của các bạn nha. Các bạn nhấn Alt Delete, click phải chọn nè, Alt Delete. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đổ sữa vào trong mấy cái trái cây. Thì đơn giản thôi, các bạn hãy chọn đúng cái layer á nha, lít phải chọn đúng cái layer mình cần thêm sữa, mình chọn về màu trắng. Sau đó các bạn dùng rớt lít phải vào đây, chọn nét cọ sữa. Sữa nãy mình đã lót vào đó là milk brush, chọn vào đây nè các bạn. Rồi nhớ tạo layer mới nó mới cho mình tô nha. Các bạn đưa chỗ ở đây các bạn lít cái đó, nếu muốn đậm hơn lít thêm cái nữa được chưa nè. Muốn phóng to nhấn Ctrl T, còn muốn cho nó ra hẳn bên ngoài thì mình kéo layer này lên trên được chưa các bạn. Đó, có thể dùng phím Ctrl mở ngoặc vuông hoặc đóng ngoặc vuông để chỉnh vị trí của layer cho nó phù hợp. Đó, ví dụ thầy thấy đặt ở vị trí này là phù hợp. Rồi tiếp tục tạo layer mới nữa, dùng brush click phải chọn nét cọ. Đó, các bạn thêm vô đây được chưa nè. Rồi click phải chọn nét cọ, các bạn thêm vô đây. Sau đó các bạn sẽ tiến hành, các bạn sắp xếp cho nó đúng vị trí mà các bạn mong muốn bằng phím Ctrl mở ngoặc hoặc đóng ngoặc vuông. Mở ngoặc đóng ngoặc là mình di chuyển lên xuống từng layer một. Được chưa các bạn? Tương tự ha, tương tự cho những cái layer khác. Ctrl mở ngoặc cho xuống dưới ha. Tương tự nha. Ở phía ngoài các bạn muốn thêm một cái brush nước thì các bạn cứ tạo layer mới, sau đó các bạn dùng brush, các bạn click phải chọn brush nước. Đó, trong đây các bạn hãy tìm một cái brush phù hợp. Vậy là xong nha. Ví dụ đây thầy chọn cái brush.
Công việc tiếp theo là các bạn cắt thêm cho thầy cái trái táo, cắt thêm cho thầy cái sản phẩm. Mở cái sản phẩm cắt qua. Thì với cái sản phẩm này các bạn có thể dùng cái công cụ ben các bạn cắt. Tại vì sao? Vì cái nền của nó có màu trắng mà cái hộp sữa Vires cũng có màu trắng luôn nha. Cho nên mình dùng ben chọn là ok nhất. Để bỏ hộp sữa vô thì các bạn sẽ dùng cái hình chữ nhật nè. Các bạn chọn cho thầy một cái màu. Ví dụ màu xanh lá đi, mình vẽ cái nền dưới đây nè. Cho đậm hơn thì lít vô đây chọn màu đậm hơn. Rồi bây giờ các bạn đưa hộp sữa qua bằng cách là mở hộp sữa lên, lấy cái công cụ ben á. Đây toàn là đường thẳng không à, cho nên vẽ ben là đẹp rồi. Ben. Các bạn sẽ lít vô đây. Lít vô đây. Lít đây. 3 điểm rồi nè. Đây. Lên đây nhấn Ctrl T phóng lớn để mình chọn. Chỗ này giữ chuột kéo nè. Đây các bạn, giữ chuột kéo. Khi nào đẹp thì anh ta lít lại cái điểm. Ctrl Enter chuyển thành vùng chọn rồi copy. Qua đây dán lại các bạn, Ctrl V dán lại. Công việc tiếp theo là các bạn có thể tạo cho cái hộp sữa này một cái bóng đổ bằng cách là giữ Ctrl Z để copy. Sau đó nhấn phím D cho thành trắng đen tô màu đen, Alt Left Shift Delete. Được chưa? Và muốn làm bóng đổ thì mình kéo nó xuống phía dưới. Sau đó cho nó mờ ra là Filter Blur, chọn Gaussian Blur. Cho nó mờ bớt đi các bạn. Mờ đi. Ok. Rồi lúc này các bạn có thể nhấn Ctrl T, các bạn thu nhỏ xuống một xíu để làm bóng đổ ở phía bên dưới. Nhấn Ctrl T nè, đè phím Ctrl kéo nghiêng nghiêng để làm bóng đổ nghiêng. Và đừng quên giảm bớt opacity cho nó mờ bớt đi. Được chưa các bạn? Đó là mình tạo cái bóng đổ á nha. Còn mấy cái tên thương hiệu rồi mà các bạn thêm vô. Trên này các bạn ghi tên thương hiệu, những cái tính năng nổi bật cộng với thông tin của sản phẩm nằm ở bên dưới phần xanh này nha. Thì vậy là mình xong cái poster.